Xin chào quý vị, Khả Như, Hùng Thuận đã quay trở lại và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá khẩu vị của Hùng Thuận như thế nào ha. Theo chân Khả Như đến với cái tủ lạnh đặc biệt. Đây là cái tủ lạnh đặc biệt của chương trình. Nó chứa rất nhiều thứ món ăn mà tất cả các ngôi sao yêu thích, cả những món ngôi sao không thích. Bây giờ mình cùng mở ra ha. 1, 2, 3. Vừng ơi, mở cửa ra nào. Wow, anh ơi, anh thích ăn tôm, cá, mực. Mực đây, một con mực ống rất dài, anh thích ăn mực hả? Nhìn chung thì trong tất cả món đồ ở đây thì cái gì anh ăn cũng được, mà cái gì anh cũng có thể thích ăn hết á. Ủa vậy luôn á hả? Tôm nè. Đúng rồi, tôm nè, hải sản là món của anh rồi, cá nè, cá điêu hồng nè. Điêu hồng thì mình sẽ nấu ngót được. Dạ. Sao? Mực thì mình xào chua ngọt nè, mình có thể xào gừng nè. Ồ, thịt bò thì mình xào lúc lắc. Tôm thì mình rim, cả chả cá, chả cá. Anh ơi, em nghe anh nói chuyện như vậy em biết là anh biết nấu ăn đúng không ạ? Anh biết nấu nhưng mà chỉ nấu những cái món mà nó đơn giản. Không, nó phức tạp chút xíu. Những cái món nào mà nó phải đặc sắc nha. Dạ. Nhưng mà anh chỉ nấu được vài món thôi. Ví dụ như là trứng chiên nè, trứng luộc nè. Mì gói trứng nè. Dạ, dạ, đặc sắc. Đặc biệt anh có thể nấu một món đặc sắc nữa, đó chính là nước sôi. Nước sôi. Rất là tuyệt vời, em nghĩ là khán giả rất thích cái điều này luôn. Anh Thuận, khi mà đến chương trình, chương trình sẽ hay hỏi là ngôi sao thích cái gì để mà họ chuẩn bị. Anh có thích món gì đặc biệt không? Em sẽ dành tặng cái phần đó đặc biệt cho anh. Trong tất cả các món mà ngày xưa đến giờ mà anh ao ước được ăn, đó chính là món Phật nhảy tường. Phật nhảy tường. Quý vị khán giả khi mà nghe món này cảm thấy rất là bất ngờ, khó hiểu đúng không? Nhưng mà thật sự đó là những món gồm có bào ngư, ri cá nó hợp cẩm với nhau như thế này nè, đúng không anh? Đúng rồi, tại vì hồi đó anh hay coi phim Hồng Kông á, nên là có cái món Phật nhảy tường á thì anh rất là ao ước được muốn ăn. Em đừng có nói hôm nay em dành cho anh sự bất ngờ đó nha. Bây giờ nhắm mắt lại đi có ngày cho anh. Dạ. Xin mời anh, đây là món Phật nhảy tường. Ủa kỳ kỳ vậy, nó chỉ có cái tờ giấy, cái tấm hình vậy thôi. Anh ơi, đó hả? Cái món nào mà anh đòi hỏi cao siêu quá, chương trình không có đáp ứng nổi cho anh đâu nha. Cái này là chỉ mới nhảy qua hàng rào thôi nha, chỉ có nhảy qua tường được rồi nha. Đúng không? Rồi chúng ta tạm chia tay với cái tủ lạnh đặc biệt này ha. Chúng ta đến với một cái phần đặc biệt hơn của chương trình.